chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Nắng quá này nha, em đợi thêm cái mũ nhưng mà hơi che anh chị nhé. Đây là trục đường 25C huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Đây là cái đoạn đường ngay khu vực mà tiếp giáp với 25C Hoàn Thiện anh chị nhé. Phía sau lưng anh chị á là trục đường đường ngang á là Nguyễn Hữu Cảnh, và đường thẳng á là trục đường 25C Đỗ Hoàn Thiện về xã Long Thọ, thị trấn Hiệp Phước, xã Phước Hiền anh chị. Và đây là đoạn đường 25C đang thi công thuộc xã Vĩnh Thanh. Đoạn đường này theo đánh giá cá nhân em là đã hoàn thiện rồi anh chị nhé, chỉ chờ ngày thông xe thôi. Do vậy nên là cái câu nói của em nó đúng theo cái khu vực thôi anh chị. Cái này là giả sử như là nếu mà tháng 9 á mà thông xe thì tháng 6 với tháng 7 người ta tập trung người ta làm chỉ có 1 đến 2 tháng là xong thôi. Đây là cái đoạn đường. Và đối với cái hiện nay á thì cái tốc độ thi công, tốc độ xây dựng á anh chị, nó rất là nhanh anh chị nhá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần vốn, vốn và vốn thôi. Nguồn lực của Việt Nam mình là không thiếu, chỉ thiếu vốn thôi. Do vậy nên là tất cả các công trình nó sẽ hạn theo cái tốc độ triển khai, theo cái lộ trình của công trình thôi anh chị. Còn hiện tại mà nếu mà đường mà làm trên đất thịt như vậy á, đất thịt như vậy, nó không có cầu cống, nó không có cái xây dựng về cái phần quan trọng như phần sông, phần rạch, thì thi công rất là nhanh thôi anh chị nhé. Đoạn đường chỗ này thì đối với cái phần cống á là hoàn thiện rồi anh chị. Còn đối với các cái cống ngầm này, các cái cống nước mà đang hiện tại đang để đây á là nó nằm trong các cái công trình khác anh chị nha. Cái cũng là đường 25C này luôn nhưng mà đoạn khác anh chị. Và một phần là chỗ này nữa anh chị này, đoạn đường ngang này. Chắc là chỗ đoạn đường ngang chỗ này đây, từ cái này qua tới bên kia nữa anh chị. Đối với cái phần mà thi công đường á anh chị, thì cái việc mà san lấp mặt bằng là tốn thời gian nhiều nhất. Còn cái mà thi công mà sau khi đã có mặt bằng đó anh chị thì rất là nhanh. Đối với cái phần cống thoát nước nó cũng chiếm một cái khoảng thời gian nhiều. Nên thì đối với một cái công trình đất thịt đó anh chị, mà khi thi công xong cái phần san lấp mặt bằng, xong cái phần đền bù và hoàn thiện cái phần cống thoát nước á, thì để hoàn thành cái tuyến đường anh chị thì rất là nhanh anh chị nhá. Nên là cái đoạn đường 25C chỗ này á thì đã hoàn thiện tất cả rồi anh chị. Cống thoát nước hai bên là xong rồi. Cái phần lớp đá cuội á thì đoạn có đoạn không rồi. Nên là từ cái lúc mà rải cái lớp đá này tới chừng hoàn thành là rất là nhanh luôn anh chị. Nó đổ người xuống, nó là từ cái phần này á là cần nguồn nhân lực rất là nhiều. Nào là điều khiển xe này, nào là căng bằng tĩnh này, nào là cái nhựa anh chị, nhân công để đổ nhựa. Nhân công để làm mặt bằng, làm nhân công để làm sàn là tốn nhân công nhiều nhưng mà thời gian thi công là rất là nhanh luôn anh chị nhé. Do vậy nên là em đánh giá là khu vực chỗ này á thì sẽ hoàn thành sớm thôi anh chị. Khu vực chỗ này thì sẽ hoàn thành sớm thôi anh chị nhé. Chờ ngày thông xe như tháng 9 năm sau hoặc tháng 9 năm sau nữa thì đầu năm người ta sẽ tập trung làm thì sẽ rất là nhanh thôi. Hiện tại thì huyện Nhân Trạch đường 25A là đường Lê Hồng Phong, đường 25C này, đường 25B là tất cả các con đường đã làm sơ bộ như vậy hết rồi anh chị nhé. Nên là
anh chị sẽ thấy là đất Nhân Trạch hiện tại anh chị sẽ thấy là nó không có biến đổi, nhưng mà cỡ khoảng 2 năm nữa thôi, khi mà cái cột mốc hoàn thành của các cái con đường này nó xong anh chị, nó có cái thông tin để thông xe thì tốc độ thi công của khu vực này rất là nhanh anh chị nhé. Đó là cái mình cần mình gửi tới nhà đầu tư, và mình để cái phần chú ý đó anh chị, phần mà nó hình tam giác màu vàng á, anh chị chú ý cái đó nhé, chú ý cái tốc độ thi công này, vì anh chị giờ á là nó đã hoàn thiện xong cái phần ở dưới rồi, phần dưới là phần quan trọng chiếm thời gian lâu nhất, nó hoàn thành rồi, cái phần trên thì nó cứ để thế đó, cho xe cút xe ben đi thì không có sợ, và nếu mà mình hoàn thiện luôn bây giờ á thì xe đi xe thi công á thì nó sẽ hư đường anh chị nhé, do vậy nên là đa số là sẽ để như vậy. Hoàn thiện tới 80% là để như vậy, khi nào mà có cái thông tin hoàn thành đó là nhà đầu tư các chủ thầu sẽ đổ nguồn nhân vật lực xuống làm rất là nhanh thôi. Hôm nay thì em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư cái thông tin về con đường 25C anh chị nhé, đoạn đường ngay giáp ranh với đường Nguyễn Hữu Cảnh và vào trung tâm khu nghiệp. Đây là đường cống thoát nước anh chị nè, rất là to anh chị nhé. Cái này thì mặt ngoài của nó là 3m x 3m, còn cái lòng của nó là 2m x 2m anh chị. Lòng thoát nước là 2m x 2m, còn về cái kích thước ngoài á là 3m x 3m anh chị nhé. Mỗi bay là 25 phân này, 25 phân là nửa mét. Thì còn cái lòng là 2m x 2m. Gửi tới quý nhà anh chị và nhà đầu tư cái thông tin tốc độ triển khai trục đường 25C, đường vào sân bay quốc tế Long Thành, và điểm chú ý em gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư để quý anh chị đầu tư chú ý vào cái điểm đó để đầu tư anh chị nhé. Thi công rất là nhanh thôi anh chị. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Link thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.